Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với trang địa phương do Trung tâm Văn hóa Thể thao Truyền thông huyện Bảo Yên thực hiện. Chương trình hôm nay sẽ dành toàn bộ thời lượng để phản ánh tới quý vị và các bạn về công tác khuyến học, khuyến tài, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài huyện Bảo Yên. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, với những cách làm sáng tạo phù hợp của hội khuyến học, phong trào khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập trên địa bàn huyện Bảo Yên được phát triển sâu rộng và lan tỏa mạnh mẽ, góp phần xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, nâng cao chất lượng giáo dục ở địa phương. Được sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự phối hợp có hiệu quả của các cơ quan ban ngành, mặt trận tổ quốc, tổ chức chính trị xã hội, kết quả nổi bật trong những năm gần đây của hội khuyến học huyện Bảo Yên đó là triển khai thực hiện hiệu quả các mô hình học tập theo quyết định số 281 của Thủ tướng Chính phủ và thông tư số 44 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Minh chứng rõ nét phản ánh xu thế tích cực từ việc chuyển thi đua xây dựng mô hình hiếu học và khuyến học sang học tập ở Bảo Yên. Đến hết năm 2018, toàn huyện có trên 82,2% số hộ gia đình, 73,8% dòng họ, 89% số cộng đồng và 97,8% đơn vị đạt danh hiệu học tập. Huyện Bảo Yên đã triển khai làm thí điểm từ năm 2013 ở xã Vĩnh Yên và xã Việt Tiến. Và có thể nói là qua cái thí điểm này thì thực hiện Bảo Yên thực hiện rất là tốt và có cái tỷ lệ đạt các cái tiêu chí đều rất là cao về cái đạt cái các cái tiêu chí về gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập. Từ các mô hình gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập đã tạo động lực khuyến khích mỗi người dân học tập thường xuyên. Trong gia đình, ông bà, cha mẹ luôn khuyến khích, động viên con cháu học tập tốt. Nhiều dòng họ xây dựng quỹ khuyến học, kịp thời khen thưởng, biểu dương con cháu có thành tích cao trong học tập. Điển hình như dòng họ Hoàng A, dân tộc Tày, ở bản Khuổi Vèn, xã Vĩnh Yên, có 30 hộ với 140 khẩu. Từ xa xưa, họ Hoàng A đã tích cực học tập. Do vậy, nhiều đời nay không có ai mù chữ, người được học ít nhất cũng đều đọc thông viết thạo. Trải qua nhiều thế hệ, họ Hoàng A đã có hai người nguyên là bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân xã, 7 giáo viên và 2 kỹ sư đang tham gia làm việc ở nhiều nơi. Một người tham gia công tác tại xã, 14 con cháu trong dòng họ đang là sinh viên ở các trường đại học cao đẳng. Gia đình chị Ma Thúy Thị là thành viên của dòng họ Hoàng A. Đời sống tuy còn gặp nhiều khó khăn, nhưng các con chị đều được chăm lo tạo điều kiện tốt nhất để học tập. Con gái lớn của chị đã tốt nghiệp ngành sư phạm, trở thành giáo viên mầm non, đang giảng dạy ở xã Minh Lương, huyện Văn Bàn. Con trai thứ đang là sinh viên năm cuối, trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên. Con nhà nông thì lao động làm ruộng, làm nương giấy cũng rất là vất vả. Thì về sau này tôi sinh xây dựng gia đình thì có hai cháu. Tôi cũng nghĩ là định hướng cho hai đứa con đi học, thì cho các cháu để trưởng thành, những đi học hành khỏi vất vả như bố mẹ ở nhà. Thì bây giờ các cháu cũng đi học được thành nghề thành nghiệp. Phát huy vai trò nòng cốt, liên kết với các tổ chức tham gia khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Hội khuyến học huyện Bảo Yên tích cực đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền, lựa chọn, bố trí cán bộ khuyến học là những người am hiểu về giáo dục, có trách nhiệm, tâm huyết, có kinh nghiệm vận động quần chúng. Từ đó, tổ chức hội đã lan tỏa đến khắp các khu dân cư, dòng họ, cơ quan, đơn vị. Hiện toàn huyện có 246 trên 246 thôn, tổ dân phố có chi hội khuyến học, 12 cơ quan đơn vị thành lập được ban khuyến học với trên 23.810 hội viên, chiếm tỷ lệ 28,5% so với dân số. Bằng nhiều hình thức vận động, trong 5 năm 2014-2018, Quỹ khuyến học các cấp huyện Bảo Yên đã nhận được số tiền ủng hộ của các tổ chức cá nhân đạt trên 4 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này đã cấp học bổng cho 1.865 học sinh nghèo vượt khó, hỗ trợ 2.796 lượt học sinh khuyết tật, con em gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn,
khen thưởng 22.533 lượt học sinh giỏi các cấp. Cùng với việc tích cực vận động xây dựng quỹ khuyến học, các cấp hội khuyến học huyện Bảo Yên còn làm tốt vai trò liên kết, phối hợp với các ngành, các đoàn thể, công ty, doanh nghiệp, tài trợ, giúp đỡ để học sinh nghèo, học sinh khuyết tật được đến trường qua các chương trình tiếp sức học sinh nghèo đến trường, vì em hiếu học, Tết cho học sinh nghèo, áo ấm cho em. Khi được nhận xe đạp về, cháu cảm thấy rất là vui vì con đường đến trường của cháu nó đỡ gập ghềnh hơn vì có chiếc xe đạp ạ. Cháu sẽ hứa là dùng chiếc xe đạp này giúp ích cho việc học và cố gắng học để sau này làm một người tốt cho đất nước ạ. Trong gia đình có cha và mẹ là nguồn gốc ở Việt Tiến, nên khi nhớ về nguồn cội, chúng tôi cũng luôn đau đáu một điều rằng là khi mà thành công trên trong cuộc sống thì sẽ có những cái hiện vật thiết thực để động viên cho các em sau này các em học tập cho tốt, trở thành những người con ngoan trò giỏi và phấn đấu xây dựng cho quê hương mình mỗi ngày một giàu đẹp hơn. Với mục đích đưa học sinh về với thực tiễn đời sống và đạt được nguyên lý giáo dục học đi đôi với hành, lý luận gắn với thực tiễn. Trong nhiệm kỳ 2014-2019, Hội Khuyến học huyện Bảo Yên đã phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện triển khai mô hình trường học gắn với thực tiễn. Theo đó, đã trích quỹ khuyến học cấp huyện 316 triệu đồng, hỗ trợ 33 trường học để mua cây con giống thực hiện mô hình. Hiệu quả từ mô hình trường học gắn với thực tiễn đã giúp học sinh không chỉ được trải nghiệm thực tế trong chăn nuôi trồng trọt, mà còn cải thiện, nâng cao chất lượng bữa ăn cho học sinh bán trú. Cán bộ, giáo viên và học sinh của trường đều nhận thức đầy đủ, đúng đắn về cái ý nghĩa của việc xây dựng mô hình này. Xây dựng không chỉ để học sinh trồng rau để ăn, mà cái mô hình của nhà trường thực hiện, ngoài việc lấy rau cho học sinh bán trú ra thì nhà trường còn gắn cái việc đó là dạy các cái lý thuyết ở trong lớp ra thực hành tại trên các cái mảnh đất của nhà trường, tại cái mô hình của nhà trường để góp phần nâng cao cả hiệu quả trong công tác giáo dục của nhà trường. Từ việc luôn đồng hành và sát cánh với ngành giáo dục huyện, các phong trào khuyến học của Bảo Yên đã góp phần quan trọng hỗ trợ tích cực cho các hoạt động giáo dục. Chất lượng giáo dục ở các cấp học trên địa bàn huyện được nâng lên rõ rệt, duy trì kết quả đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2 ở 13 trên 18 xã thị trấn, duy trì đạt chuẩn phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi và đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 ở 18 trên 18 xã thị trấn, 54% số trường học đạt chuẩn quốc gia. Xây dựng được các cái trường thực hiện mô hình trường học gắn với thực tiễn này thì các em học sinh được học đi đôi với hành và lý thuyết gắn với thực tiễn, và trường học ngày hôm nay rõ ràng là khác hẳn với trường học của những ngày xưa. Học sinh và phụ huynh học sinh được tham gia vào các cái hoạt động học tập của học sinh, thế và học sinh được phát triển một cách toàn diện, không những là kiến thức ở trên bài giảng của giáo viên mà còn hiểu biết rất nhiều về những lĩnh vực về xã hội, về học sinh phát triển một cách toàn diện. Và tôi cho rằng đây là một những cái mô hình mà giúp ngành giáo dục đào tạo ra những thế hệ học sinh phát triển một cách toàn diện và năng động hơn, đáp ứng được cái yêu cầu của công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nhiệm kỳ 2019-2024, Hội Khuyến học huyện Bảo Yên sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình, tâm huyết của cán bộ, hội viên để nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua khuyến học, gắn với thực hiện cuộc vận động, học tập và làm theo tấm gương học tập suốt đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, không ngừng xây dựng và củng cố về tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của hội theo tinh thần đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện Bảo Yên trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Quý vị và các bạn vừa theo dõi trang địa phương do Trung tâm Văn hóa Thể thao Truyền thông huyện Bảo Yên thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.